Xin chào quý anh chị ạ. Hôm nay em Tiến Nhà Phố Đà Nẵng sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà nằm ở đường Hoàng Thúc Trâm ạ. Căn nhà của mình thì có diện tích là 50 mét vuông ạ, 4 tầng, gồm 4 phòng ngủ và có giá chào hiện tại là chỉ có 4 tỷ 3 thôi ạ. Đây là căn nhà hôm nay em Tiến giới thiệu ạ. Kiệt trước nhà của mình gần 3 mét. Và đây là căn nhà của mình ạ, với chiều ngang là 4m9 ạ. Bước vào đầu tiên thì chúng ta có ngay một cái khu vực sân để xe phía trước ạ. Trên trần thì cũng có ốp trang trí ạ. Và đây là khu vực phòng khách ạ. Bước vào thì có ngay một cái bộ bàn ghế rất là đẹp ở phía bên này ạ. Vách phía sau thì mình được ốp trang trí luôn ạ. Ở trên trần thì có hệ đèn ạ. Và đối diện với bộ bàn ghế á, thì mình có một cái hệ tủ để tivi ạ. Rất là đẹp luôn, cũng được ốp trang trí. Phía bên này thì có kệ để đồ ạ. Và đây là cầu thang di chuyển lên trên tầng 2 ạ. Phía trong này là khu vực bếp. Nhà thì cũng rất là rộng rãi thông thoáng ạ. Bếp đầy đủ với hệ tủ ở trên ở dưới ạ. Có gắn đèn led hút mùi. Bếp điện âm đầy đủ hết ạ. Phía trong này thì có bố trí một cái tủ lạnh hai cánh cũng rất là đẹp ạ. Và phía bên này á là mình có bố trí một bộ bàn ăn ạ. Và không gian phía trong này á, đây mình có cái giếng trời lên thẳng trên lầu luôn ạ. Trong này á mình có một cái nhà vệ sinh để sử dụng ở không gian tầng 1 ạ. Và em Tiến mời quý anh chị cùng nhìn lại cái không gian tầng 1 của nhà mình ạ. Rất là rộng rãi thông thoáng luôn ạ. Tiếp theo là khu vực tầng 2 của nhà mình ạ. Tầng 2 thì có hai phòng ngủ ạ. Bước lên cầu thang đầu tiên á thì mình có một cái phòng ngủ thứ nhất ạ. Đây. Có tủ để quần áo này, có giường đầy đủ. Phía sau thì có ốp vách trang trí ạ. Phía này thì có một cái cửa sổ mở ra cái không gian giếng trời ạ. Và phía bên này á có gắn ống chờ máy lạnh đầy đủ hết ạ. Tiếp theo á là ở giữa này mình có một cái nhà vệ sinh để sử dụng cho cái tầng 2 nè, cũng được lắp đầy đủ thiết bị hết rồi. Đây có gương soi đầy đủ ạ. Và phía bên này là phòng ngủ thứ hai, tương tự bên kia. Phòng này thì rộng hơn, trần thì có bố trí đầy đủ hết. Phía này có giường này, có vách ốp trang trí tranh luôn ạ. Phía này thì mình có cái tủ quần áo ạ. Và phòng này thì mình có một cái ban công phía trước luôn ạ, cực kỳ rộng luôn, không thoáng mắt. Tiếp theo là khu vực tầng 3 của nhà mình ạ. Tầng 3 của nhà mình thì gồm có hai phòng ngủ ạ, một nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía sau. Trên tường thì có gắn ống chờ máy lạnh đầy đủ ạ. Và phòng này thì không có nội thất ạ. Phía sau á thì mình có gắn những cái tranh trang trí ạ. Và phòng này thì có một cái cửa sổ, mình mở ra cái không gian giếng trời. Có ánh sáng tự nhiên và rất là thông thoáng. Và ở giữa tầng này á thì mình có một cái nhà vệ sinh ạ, sử dụng cho cả hai phòng. Và nhà vệ sinh thì cũng được lắp đầy đủ thiết bị hết rồi. Và di chuyển về phía trước á thì mình có một cái phòng ngủ thứ tư ạ. Phòng này thì cũng cực kỳ rộng luôn ạ, giống như ở tầng dưới, có đầy đủ hệ tủ ấy để quần áo nè, có gắn máy lạnh luôn và được ốp trang trí cũng rất là đẹp. Phía sau giường của mình á thì được ốp những cái khung trang trí ạ. Phòng này thì có cửa sổ và ban công rất là thông thoáng ạ. Mở ra cái nhìn ra cái không gian đường phía dưới của nhà mình á, không gian rất là xanh mát luôn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Tiếp theo là khu vực tầng 4 của nhà mình ạ. Phía này mình có một cái không gian trống ở đây ạ, được bố trí để làm cái không gian phòng thờ ạ. Và phía sau này mình có một cái cửa mở ra cái ban công phía sau này ạ. Đây ban công nhà mình ạ. Và phía bên này á mình có bố trí hệ thống nước cấp nước thoát của máy giặt luôn ạ, có một cái máy giặt rồi. Và nhà này có một cái sân thượng. Ở trên này thì mình có ốp lợp cái tấm lấy sáng rồi, rất là thông thoáng. Phía này thì có bố trí cũng nấu máy lạnh ạ. Và không gian ở trên này thì cũng rất là có
có cây xanh đầy đủ nè, thông thoáng. Và em Tiến xin nhắc lại á, căn nhà của mình á có diện tích là 50 m² ạ, 4 tầng, gồm 4 phòng ngủ, hướng Tây Nam ạ. Và có giá chào hiện tại á là chỉ có 4 tỷ 3 thôi ạ. Quý anh chị mà quan tâm căn nhà này thì liên hệ ngay cho Tiến theo số điện thoại 0976 250 114 ạ. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về nhà phố Đà Nẵng ạ.